Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 22, Cảm xúc dâng trào. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Sách Châm Ngôn, chương 14, mục 29. Chúng ta có đổ lỗi cho chính phủ, các điều kiện bên ngoài, gia đình, người sử dụng lao động, vân vân, về bất kỳ vấn đề hoặc hạn chế nào mà chúng ta có thể gặp phải không? Rất dễ đổ lỗi cho người khác. Khi chúng ta đi vào một nhà hàng và nhân viên phục vụ mất nhiều thời gian để phục vụ chúng ta có chỉ trích cô ấy hay đề nghị cô ấy nên xuất viện không? Hay chúng ta nâng cô ấy lên trong ý thức và nhìn thấy cô ấy như cô ấy phải như vậy? Bạn có nói chuyện phiếm, mổ xẻ người khác, chỉ trích họ và thưởng thức việc phản lại? Những phẩm chất tiêu cực này sẽ ngăn cản bạn kiểm soát và kỷ luật bộ óc quan trọng này. Bạn chỉ nghe và cảm nhận những điều tốt nhất cho người khác. Nếu bạn có thể, đừng quay sang một bên. Sự thật sẽ dẫn bạn đến một vùng đất nhiều nước, Canaan, chảy bằng sữa sự sống và mật của sự khôn ngoan, không tì vết. Người có kỷ luật về khoa tâm trí này sống trong một trạng thái của tuổi thọ vui vẻ luôn luôn là điều tốt nhất đến với anh ta. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 13, mục 21. Giu-đa có nghĩa là giới hạn, ý thức về nhu cầu, ham muốn hoặc sức mạnh cuộc sống chưa được đền bù. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với Giu-đa, bởi vì chúng ta được sinh ra trong một thế giới mà chúng ta có ý thức về ranh giới, thời gian, khoảng cách và những giới hạn khác. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, mãn 40 năm ta sẽ nhóm dân Ê-díp-tô lại từ giữa các dân mà trong đó chúng nó đã bị tan tác. Sách Ê-xê-chi-ên, chương 29, mục 13. Nguyên nhân của sự thất vọng và từ chối. Vâng, chúng ta đã ở trong một trạng thái ít ham muốn hơn. Bây giờ chúng ta được sinh ra trong một thế giới ba chiều. Chúng ta có mong muốn. Việc chúng ta không thực hiện được mong muốn, hy vọng ấp ủ và lý tưởng của mình là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng và bất mãn của chúng ta. Thiếu hiểu biết đã khiến con người ham muốn, ghét bỏ và tham lam tài sản, lãnh thổ, của cải và đất đai của người khác. Vì vậy người ta nói Giu-đa mang theo túi tiền, tức là cảm giác thiếu thốn, hạn chế. Khi chúng ta kỷ luật điều này, nó là một trong những môn lớn nhất trong số tất cả các môn đồ, vì nó tiết lộ đấng Christ hoặc chân lý giải thoát chúng ta. Anh ấy đã bị căng thẳng trong tầm kiểm soát của mình. Trong khi nói chuyện với một nhạc sĩ, anh ấy nói: "Tôi cảm thấy rất căng thẳng trước khi chơi. Nếu tôi không căng thẳng trước khi thi đấu, tôi sẽ không thể hiện một màn trình diễn xuất sắc." Anh ta nói rằng, lúc đầu một người cộng sự của anh ta bảo anh ta uống thuốc an thần để giảm căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, sau khi nghe theo lời khuyên, hiệu suất của anh ấy rất kém. Anh ấy nói rằng, sau đó anh ấy nhận ra, chính sự căng thẳng là cần thiết để khiến tôi trở nên xuất sắc trong âm nhạc của mình. Anh ấy nói, bây giờ tôi căng thẳng đến mức tương tự như một chiếc đồng hồ lên dây cót. Sau đó tôi xả hết năng lượng dư thừa và bắt đầu chơi. Tôi cẩn thận để không bị căng quá mức và không lên dây cót đồng hồ đến mức căng đứt. Nhạc sĩ này thật khôn ngoan. Anh ấy ví hiệu suất của mình giống như là xo cuộn của đồng hồ thủy sĩ. Nó giải phóng lực căng, từ từ khiến đồng hồ hoạt động. Nhạc sĩ sân khấu này nhận ra rằng thuốc an thần không phải là câu trả lời cho tình trạng căng thẳng cao độ của anh. Ngược lại, sự căng thẳng cao độ của anh ta chỉ đơn giản là sự tích tụ năng lượng thánh linh, giúp anh ta có thể giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong mình. Người đàn ông này đã kiểm soát được sự căng thẳng của mình và giải phóng nó theo luật và trật tự thiêng liêng. Do đó, anh ấy tìm thấy sự bình yên và thanh thản. Học sinh đấm vào bức hình để giải tỏa cảm xúc dồn nén. Một sinh viên y khoa trẻ tuổi nói với tôi rằng anh ấy đã từng rất tức giận và khó chịu với những người quen của mình, những người mà anh ấy ở trọ khi theo học ở trường y, đến nỗi anh ấy đã vẽ mặt họ lên một chiếc túi đấm trong khu tập thể thao của trường đại học. Anh đấm vào các bức hình của mỗi người trong số họ đều đặn mỗi ngày trong nửa giờ, dành ra khoảng 5 phút cho mỗi bức ảnh
anh ấy tuyên bố rằng điều này giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của anh ấy và ngăn chặn sự bùng nổ của anh ấy trong cơn thịnh nộ khi có sự hiện diện của họ. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta càng ném vào họ sự tức giận và thù địch bằng cách đấm vào các túi, anh ta sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nói cách khác, anh ta sẽ phóng đại những cảm xúc tiêu cực trong bản thân. Nếu đúng là tất cả những gì anh ta phải làm để thoát khỏi cảm xúc thù địch và tức giận là thể hiện chúng, thì điều ngược lại cũng sẽ đúng. Cách để nhận được tình yêu, hòa bình, thân ái và thiện chí sẽ là bày tỏ chúng. Tuy nhiên, ngược lại khi làm điều này, chúng ta lớn lên trong tình yêu thương, hòa bình, hòa hợp và thiện chí. Trên thực tế, chúng ta càng thể hiện những đức tính này, chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn và thuộc linh hơn. Những đức tính là của Đức Chúa Trời, và chúng ta càng cho đi những đức tính này, chúng ta càng sở hữu nhiều hơn. Bạn càng truyền đạt nhiều trí tuệ cho người khác, chúng ta càng có nhiều hơn. Việc nói với một người đầy thù địch rằng cách để thoát khỏi nó là bày tỏ nó, đó là một sự thật sai lầm, quỷ quyệt. Trên thực tế, anh ta bắt đầu giết chết tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và sự sáng suốt bên trong anh ta. Nếu anh ta tiếp tục duy trì nó, những cảm xúc này đạt đến điểm bão hòa và phá hủy anh ta. Theo đó, thực tập sinh trẻ tuổi này bắt đầu phó thác tất cả những người thân của mình cho Chúa và thực hành tôn giáo ban phước cho mỗi người bằng cách khẳng định bất cứ khi nào anh ta nghĩ về bất kỳ ai trong số họ. Anh ta nghĩ, tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong mọi người. Khi thực hiện thói quen này, anh ấy đạt được sự bình an trong nội tâm và có những người thân của anh ấy không còn phiền muộn hay khó chịu với anh ấy nữa. Lòng căm thù của anh phát triển một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Tôi gặp một người đàn ông đến khách sạn của tôi ở New Delhi, Ấn Độ để tham khảo ý kiến. Anh ấy đến từ quần đảo Anh. Anh bị viêm xoang cấp tính, cảm giác đau buồn sâu sắc và bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi không tên. Tôi phát hiện ra khi nói chuyện với anh ta rằng anh ta đã ghét cha mình trong nhiều năm bởi vì người cha đã để lại tất cả tài sản của mình cho anh trai anh ta. Sự thù hận này đã phát triển một cảm giác tội lỗi sâu sắc trong tiềm thức của anh ta, bởi vì tội lỗi này mà anh ta có là một nỗi sợ hãi sâu sắc ẩn giấu bị trừng phạt. Sự phức tạp này là tự biểu hiện như chứng đau nửa đầu và viêm xoang trong cơ thể anh ta. Sợ hãi có nghĩa là đau đớn. Tình yêu và điều thiện có nghĩa là bình an và sức khỏe. Nỗi sợ hãi và tội lỗi của người đàn ông này mắc phải được thể hiện như một căn bệnh hoặc sự thiếu thoải mái và bình yên. Các màng nhầy trong mũi của anh luôn bị viêm. Người đàn ông trẻ tuổi này nhận ra rằng toàn bộ rắc rối của anh là do cảm giác tội lỗi, tự lên án và hận thù của chính anh ta. Cha của anh ta đã chết từ lâu. Thực ra anh ta đang tự đầu độc mình bằng lòng thù hận. Anh bắt đầu tha thứ cho chính mình. Tha thứ là cho đi một cái gì đó. Anh ấy tập nói, tôi hoàn toàn tha thứ cho cha tôi. Ông ấy đã làm những gì ông ấy tin là đúng theo ánh sáng. Tôi trả tự do cho ông ta. Tôi cầu chúc ông ấy bình an, hòa thuận và vui vẻ. Tôi thành tâm, ý nguyện. Rồi anh ấy khóc rất lâu. Đó là tốt. Anh ta xóa vết thương tâm linh và tất cả mủ tâm linh chảy ra. Căn bệnh viêm xoang của anh ta đã biến mất. Tôi đã nhận được một lá thư từ anh ấy nói rằng các cơn đau nửa đầu đã hoàn toàn chấm dứt. Nỗi sợ hãi về sự trừng phạt vốn ẩn chứa trong tiềm thức của anh giờ đã biến mất. Chúng ta không tạo ra trí tuệ, đức hạnh và kiến thức. Con người không thể trở thành người thầy vĩ đại hoặc người chữa lành bằng bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào. Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Sách Răng chương 14, mục 10. Kết quả là do một thái độ hoặc tâm trạng của tâm trí mà trí tuệ vốn luôn hiện diện, được hiển thị trong chúng ta. Chúng ta không tạo ra trí tuệ, đức hạnh và kiến thức. Chúng ta cải cách và tôn vinh những thuộc tính này bằng cách đổi mới tâm trí, do đó giải phóng các nguyên tắc và phẩm chất đã từng tồn tại thành biểu hiện. Đừng lãng phí năng lượng của bạn. Theo dõi suy nghĩ của bạn bằng cách nói với nó rằng tất cả suy nghĩ của bạn được đầu tư một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng luật phải tồn tại trong tâm trí bạn và bạn phải lưu giữ trong các giả định về tinh thần của mình. Bạn phải cho rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài trả lời bạn.
Niềm tin là bản chất của những điều hy vọng. Niềm tin là nhận thức thực tế của ý tưởng, suy nghĩ hoặc hình ảnh trong tâm trí bạn. Bạn có niềm tin khi bạn biết rằng ý tưởng về một cuốn sách, vở kịch, sáng tác hoặc phát minh trong tâm trí bạn là thật như bàn tay hoặc trái tim của bạn vậy. Đây là bản chất của những điều hy vọng. Đây là bằng chứng của những điều không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy phát minh mới trong tâm trí bạn, nhưng khi bạn chấp nhận nó và chú ý đến nó, quy luật tăng trưởng sẽ diễn ra. Gieo hạt trong đất, bạn sẽ thu hút mọi thứ cần thiết cho sự nở lên của nó. Những gì bạn dành sự quan tâm cho bạn sẽ trải qua. Nó luôn luôn là suy nghĩ của bạn. Tìm câu trả lời bên trong. Lo lắng là cố tình làm chệch hướng sự chú ý của bạn khỏi những điều tốt đẹp và tập trung tinh thần vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Suy nghĩ của bạn quay vòng vòng khi bạn chóng mặt tìm cách thoát khỏi tình thế, tiến thoái lưỡng nan. Hãy quay trở lại từ vùng ngoại vi đến trung tâm, nơi Chúa ngự trị, và tìm câu trả lời bên trong. Nụ cười. Người Hy Lạp cho rằng nụ cười là của các vị thần. Tiếng cười là liều thuốc cho nhiều rắc rối. Con người là sinh vật duy nhất trên thế giới có thể cười. Động vật không thể cười. Tiếng cười khôi phục quan điểm của bạn, thu hút sự chú ý của bạn và cho phép bạn suy nghĩ rõ ràng và quyết đoán. Hãy biến nó thành một điểm đặc biệt để cười trước nỗi sợ hãi của bạn. Hãy chắc chắn cười khi mọi người chọc tức bạn, và bằng mọi cách hãy cười với tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà bạn mắc phải trong ngày. Tự cười bản thân vì quá ngột ngạt và nghiêm túc. Vấn đề càng lớn, bạn càng cần nhiều sự hài hước. Không có sự tự thương hại hay tự lên án khi tiếng cười của Thiên Chúa trong tâm hồn con người chiếm ưu thế. Quy tắc vàng. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, và thật hợp lý khi cho rằng phúc lợi của người khác là điều cần thiết cho sự thành công của mỗi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, người càng quan tâm và quan trọng đời sống tinh thần thì càng sử dụng tài sản vật chất của mình một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Khi một người đàn ông sử dụng các phương pháp kinh doanh hoặc tài chính không cẩn thận, anh ta có thể không bị tổn thất về tài chính, nhưng tổn thất có thể đến với anh ta bằng nhiều cách như sức khỏe giảm sút, không thăng quan tiến chức, mất uy tín, mất tự trọng, mất tình yêu, vân vân. Đối với những cách thức của tiềm thức được tìm ra trong quá khứ, tất cả những hành vi sai trái hoặc lạm dụng quy luật của tâm trí đều phải được trả giá, sớm hay muộn. Thành công duy nhất cho phép một người nghỉ ngơi một cách yên bình và hài hòa là tuân theo quy tắc vàng, tức là suy nghĩ, nói và hành động đối với người khác như anh ta muốn người khác nghĩ, nói, cảm nhận và hành động đối với chính mình. Thành công chủ yếu là đạo đức và tinh thần, được điều chỉnh bởi sự trung thực, chính trực và công bằng, và được rèn luyện bởi thiện chí đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyên nhân cơ bản của hầu hết các thất bại. Một người có tâm hồn thiêng liêng nên được ở trong nhà, mặc quần áo và cho ăn một cách thoải mái. Nói cách khác, anh ấy nhận ra rằng mọi thứ ở đây để anh ấy sử dụng và hưởng thụ. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1 chương 6 mục 17. Chúng ta phải nhận ra rằng nguyên nhân cơ bản của hầu hết những thất bại trong việc cầu nguyện có hiệu quả là suy nghĩ mông lung và thiếu kiểm soát cảm xúc. Điều quan trọng cần quan sát là chúng ta tìm thấy cùng một quy luật vận hành trong sức hút từ tính của những xung động, của nỗi sợ hãi, ghen tị, tức giận, những cảm xúc bị dồn nén và tuyệt vọng là nguyên nhân dẫn đến hầu hết những thất bại và thất vọng trong cuộc sống. Như chúng ta thấy trong cảm xúc không thể thay đổi của tình yêu mà kết quả là tốt đẹp. Một nguyên tắc duy nhất, một lực lượng giống hệt nhau nằm bên dưới sự thành công hay thất bại. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19 mục 14. Bạn là những gì bạn chiêm nghiệm, bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày dài. Hãy dành sự quan tâm và hết lòng của bạn đến lẽ thật lớn lao. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7.
bài kiểm tra của một giám đốc điều hành tốt. Trong thế giới kinh doanh, bài kiểm tra của một giám đốc điều hành giỏi là sự nhạy bén về mặt tinh thần và sự khôn ngoan của anh ta trong việc ủy thác công việc và sau đó tránh xa nhiệm vụ mà anh ta đã chỉ đạo người khác hoàn thành. Một giám đốc điều hành kém luôn can thiệp vào chiếc bánh mà anh ta yêu cầu người kia làm. Khi bạn cầu nguyện, bạn phải là một người điều hành tốt và học cách giao quyền cho tiềm thức của bạn. Tâm trí biết tất cả và nhìn thấy tất cả và là biết cách để hoàn thành. Khi bạn cầu nguyện, hãy chuyển những yêu cầu hoặc mong muốn của bạn vào tiềm thức của bạn với niềm tin và sự tự tin hoàn toàn. Biết rằng bất cứ điều gì được truyền đạt đến tiềm thức sẽ thành hiện thực. Tránh cằn nhằn. Bạn có thể biết liệu bạn đã thực sự lật tẩy nó bằng cách bạn cảm thấy. Ví dụ, nếu bạn lo lắng và nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào, khi nào, ở đâu hoặc thông qua nguồn nào mà câu trả lời của bạn sẽ đến. Nếu đúng như vậy, bạn đang can thiệp. Điều này cho thấy bạn không thực sự tin tưởng vào sự khôn ngoan trong tiềm thức của mình. Tránh cằn nhằn theo thời gian suốt cả ngày. Khi bạn nghĩ về mong muốn của mình, sự tiếp xúc nhẹ nhàng là rất quan trọng. Nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn đang chăm sóc nó theo thứ tự thiêng liêng. Cầu nguyện để kiểm soát cảm xúc. Tôi luôn luôn sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí tôi và cả con người tôi. Tôi thực hành quy tắc vàng và chân thành cầu chúc hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi biết rằng tình yêu đối với tất cả những điều tốt đẹp xâm nhập vào tâm trí tôi và đánh bay nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tâm trí tôi không còn lo lắng và nghi ngờ. Những lời nói thật của tôi giờ đây đã làm tan biến mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Tôi mở rộng cánh cửa trái tim mình cho sự hiện diện của Chúa. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và sự hiểu biết từ bên trong. Những điều vụn vặt của cuộc sống không còn làm tôi khó chịu nữa. Khi nỗi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ gõ cửa nhà tôi, niềm tin vào cái thiện, cái đẹp và cái đẹp sẽ mở ra và chẳng có ai ở đó cả. Lạy Chúa, Chúa ơi và không có ai khác. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 22, Cảm xúc dâng trào. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 23.